trong những ngày thường thì theo nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì cứ 10 mẹ bầu là 3 mẹ bị tiểu đường thai kỳ, ăn như chế độ hàng ngày đã bị tiểu đường thai kỳ rồi. Nếu như ăn theo chế độ Tết mà bánh chưng, đồ ngọt, mứt Tết thì cái mức độ tiểu đường không chỉ là bị tiểu đường thai kỳ mà nhiều mẹ còn có thể tiểu đường nguy cơ cao, rất là nguy hiểm cho con, cho mẹ. Các mẹ ạ, vừa rồi là cảnh báo của bác sĩ Phan Chí Thành, Tránh Văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương về tình trạng tiểu đường thai kỳ và những nguy cơ nếu thai phụ không kiểm soát chế độ ăn trong dịp Tết. Đúng là tại bệnh viện, những trường hợp thai phụ thừa cân và mắc đái tháo đường thai kỳ không còn là chuyện hiếm nữa. Chúng ta cùng nghe phóng sự do phóng viên VV2 thực hiện. Khi đi khám thai định kỳ, chị Hoàng Thu Hồng ở Hà Nội được các bác sĩ cho biết đường huyết của chị ở mức rất cao và chị Hồng được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường thực sự. Trước đó khoảng 2 tuần, chị có cảm giác khát nước và đi tiểu nhiều. Tuy nhiên, chị không biết đó là những biểu hiện của bệnh đái tháo đường. Mình thấy con người mình ăn uống bình thường, đâu có mệt mỏi, đâu có gì đâu. Mỗi kỳ đi thăm hay có thử nước tiểu, thử máu nhưng mà không phát hiện gì hết. 28 tuần cũng thử nước tiểu, không có. Nhưng mà tới tuần thứ 31 em bé tăng cân quá thì cho nạp đường huyết, thì như vậy thì cũng hơi lo. Lo lắng đường huyết tăng cao dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho hai mẹ con. Cùng với việc dùng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chị Hồng siết chặt chế độ ăn uống. Hồi xưa mình chưa có bệnh thì mình ăn này ăn kia, còn như giờ mình chỉ ăn canh rau, rau luộc, thịt không có mỡ dầu, không ăn đồ xào, đồ chiên. Tương tự như chị Hồng, chị Phương Khánh ở Hà Nội cũng được phát hiện bị đái tháo đường thai kỳ. Trong quá trình mang thai em có đi kiểm tra, nhưng mà theo như bác sĩ tư vấn ở mỗi tuần của tuổi thai ấy, thì mức đường nó khác nhau. Khi mang thai thì nó rối loạn, nó sẽ tăng lên. Sau một tuần điều trị bằng thuốc kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống, đường huyết của chị Khánh đã trở về mức bình thường. Tuy nhiên, chị cũng không dám ăn uống tự do như trước. Em ăn nhiều rau. Bữa ăn thì em sẽ ăn rau trước, cho ăn đến thức ăn. Và em chỉ ăn mỗi bữa khoảng lưng bát cơm thôi. Và những bữa phụ thì uống sữa không đường. Theo các bác sĩ, trong quá trình mang thai, người mẹ nên khám thai định kỳ và thực hiện xét nghiệm đường huyết để được chẩn đoán sớm tình trạng đái tháo đường thai kỳ. Việc kiểm soát tốt đường huyết sẽ giúp người mẹ và thai nhi an toàn trong quá trình sinh nở. Mẹ Tem này, trong dịp Tết thì có bao nhiêu là thức ăn ngon và hấp dẫn này? Vậy thì mẹ bầu nên ăn uống như thế nào để tránh tăng cân quá nhiều này, rồi là tránh bị rối loạn đường huyết và nguy cơ mắc đái tháo đường nữa chứ? Mặc dù ngày Tết rất đa dạng về đồ ăn, thức uống, nhưng không phải thực phẩm nào cũng có giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của thai phụ. Về câu hỏi của bố Tôm thì bác sĩ Phan Chí Thành đã hướng dẫn rất là đầy đủ và chi tiết trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời các bố mẹ cùng nghe nhé! Thưa bác sĩ, trong những ngày Tết thì các gia đình đều có sẵn rất là nhiều loại đồ ăn, thức uống và bánh kẹo. Do đó là mọi người thường động viên bà bầu tranh thủ ăn uống bồi bổ trong cái dịp này. Từ thực tế thì bác sĩ có khuyến cáo gì về những cái nguy cơ nếu bà mẹ mang thai ăn uống một cách thoải mái trong dịp Tết? Đối với các mẹ bầu thì trong quá trình chúng tôi khám chữa bệnh thì điều lo lắng lớn nhất của mẹ bầu cũng như của cả gia đình đó là lo là mẹ bầu thiếu chất. Lo là mẹ bầu không đủ chất và không thiếu chất cho hai mẹ con. Tuy nhiên trong thực hành khám chữa bệnh của chúng tôi thì điều mà y bác sĩ lo nhất đối với các mẹ, mà đặc biệt là các mẹ ở thành phố bây giờ, đó là vấn đề thừa chất và tiểu đường thai kỳ, chứ không phải là vấn đề thiếu chất. Và một vấn đề rất lớn nữa đó là sự không cân đối giữa việc thừa năng lượng nhưng mà lại thiếu vi chất. Rất nhiều mẹ tăng rất nhiều cân nhưng mà khi bác sĩ xét nghiệm thì vẫn thiếu sắt, vẫn hoa mắt chóng mặt, tối ngủ tối nào vẫn bị chuột rút vì thiếu canxi. Thế thì câu chuyện ở đây chúng ta mới chia sẻ là trong thực đơn ngày Tết thì vấn đề chính đó là chúng ta rất nhiều món tinh bột, rất nhiều bánh kẹo ngọt và thì rất nhiều đồ ăn chế biến sẵn và các món chính, ví dụ như là bánh chưng, rồi thì chúng ta cũng rất hay ăn bún phở trong ngày Tết. Thì tất cả các món đó thì đều là gì? Rất là nhiều tinh bột, rất là nhiều đồ ngọt. Ví dụ như là bánh mứt kẹo thì chắc chắn là rất nhiều đồ ngọt. Và vì vậy, do đó là chúng ta thấy là gì? Trong những ngày thường thì theo nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì cứ 10 mẹ bầu là 3 mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Thế nếu như trong tình trạng ngày Tết mà chế độ ăn như ngày Tết cổ truyền của chúng ta thì chắc chắn đó là tình trạng tiểu đường thai kỳ, tình trạng thừa cân, quá cân ở các mẹ bầu là ngày càng nghiêm trọng hơn nữa. Và chúng ta nhấn mạnh một điều, ăn như chế độ hàng ngày
đã bị tiểu đường thai kỳ rồi. Nếu như ăn theo chế độ Tết mà bánh chưng, đồ ngọt, mứt Tết thì cái mức độ tiểu đường không chỉ là bị tiểu đường thai kỳ mà nhiều mẹ còn có thể tiểu đường nguy cơ cao và rất là nguy hiểm cho con, cho mẹ. Mẹ mà tiểu đường cao lên thì đã có những bệnh nhân trong những lần trực Tết của chúng tôi đường máu lên tới 50-60 và hôn mê trong tình trạng người mẹ như vậy. Thế còn lại đó là gì? Đó là một trong những nguy cơ lớn nhất của tiểu đường thai kỳ, đó là mất tim thai. Thế thì cái câu chuyện phải nói đó là ở đây khó khăn có hai yếu tố. Một là chế độ ăn đã nguy hiểm cho người mẹ rồi. Nhưng vấn đề thứ hai nữa đó là khám thai trong dịp Tết cũng không thể được sát sao như ngày thường. Đôi khi chúng ta nói đó là gì, ở đây chúng ta khám xét thì tất nhiên ở các bệnh viện lớn chúng tôi là y bác sĩ trực 24/24 giờ. Nhưng bản thân tâm lý phụ nữ mang thai cũng như gia đình thì trong những ngày Tết cũng ngại đưa đi viện. Và một số nơi còn cảm thấy rông khi mà ngày Tết nhất phải đến viện để mà ngày Tết ngày nhất còn phải đến viện để khám chữa bệnh. Thì đấy là rất là ngại. Nhưng mà có một thực trạng lớn hơn, đó là hầu hết mẹ bầu chúng ta đều khám và theo dõi ở các phòng mạch tư, phòng mạch của bác sĩ phụ sản tư. Thì phải nói đó là gì, là chúng ta chắc chắn trong những ngày đó là thường y bác sĩ người ta cũng nghỉ khám. Ví dụ như chúng tôi là nghỉ từ 29 đến mùng 6 Tết chẳng hạn. Thì trong một tuần đó thì có thể nói là đôi khi có những trường hợp chúng ta theo dõi không sát và có thể gì để lại tai biến cho mẹ và con. Thì nếu mà cũng nghĩ nói đến chuyện này, tôi nghĩ lại một trải nghiệm mà có lẽ cách đây 10 năm. Đó là khi đó là tôi 15 năm khi tôi bắt đầu vào học nghề bác sĩ, làm bác sĩ sản phụ sản. Thì đó là đúng là một trường hợp khi mà chúng tôi trực Tết thì bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên, bởi vì tình hình là gì, là dọa đẻ non. Thế thì khi mà vào viện khám thì bệnh nhân nói với chúng tôi là: anh ạ, em khát lắm, em mệt lắm và em còn gầy nhiều đi cơ, và mang thai. Thế thì khi đó trong tình trạng thì lúc đó chúng tôi bác sĩ trẻ, chúng tôi cũng chưa nhiều kinh nghiệm và chúng tôi cũng xin ý kiến các anh chị trên. Và ngay sau đó chúng tôi xét nghiệm cho bệnh nhân, thì khi xét nghiệm ra đường máu là 60 và gần đấy là gấp 10 lần so với đường máu bình thường. Và gần như mẹ cũng chỉ không có, mẹ không phát hiện ra, và mẹ chỉ có trong tình trạng đó là gì, là khát nhiều, mệt, người mệt lạ. Thì đấy là trong tình trạng mà ngay sau đó chúng tôi phải chuyển bệnh nhân đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Và trường hợp đó thì cũng khá buồn, đó là con thì sau mất tim thai và mẹ thì phải nằm hồi sức gần một tháng trời mới cứu được tính mạng người mẹ. Để phòng ngừa nguy cơ rối loạn chuyển hóa đường máu, những nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng trong dịp Tết mà thai phụ nên thực hiện là gì ạ, thưa bác sĩ? Về nguyên tắc lớn nhất của chế độ ăn để đảm bảo mà hạn chế tiểu đường trong thai kỳ là chúng ta có hai yếu tố. Một là một nửa suất ăn chúng ta phải đến từ rau và hoa quả. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải ăn no rau và hoa quả đã, thì chúng ta mới chuyển sang ăn gì, ăn đạm, ăn thức ăn và ăn cơm. Thì trong thực tế chúng ta chia sẻ bữa ăn chúng ta vào ngày Tết vào mâm, thường chúng ta gắp nhau thịt gà, gắp nhau miếng thịt, gắp nhau miếng giò, chứ cũng chả ai gắp cho nhau rau cả. Đấy là cái văn hóa Đông chúng ta, là chúng ta coi trọng, chúng ta quý khách, chúng ta coi trọng những món ăn nào ngon nhất chúng ta gắp cho khách. Thì phải nói đúng là nếu mà văn hóa chúng ta bây giờ mà có lẽ là quý nhất là quý nhau rau, và chúng ta gắp cho nhau rau và chuẩn bị rau ăn nhau cho ngày Tết. Tuy nhiên phải nói luôn, rau ngày Tết là một thực phẩm xa xỉ, và có thể nói là chợ ngày Tết mà nghỉ mất phải 2-3 ngày là rõ ràng là rau xanh là chúng ta phải để tủ lạnh này, rồi là cũng không sẵn này. Do đó đôi khi các mẹ phải mua chuẩn bị trước để chúng ta chuẩn bị rau củ cho dịp Tết. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ăn đúng như chế độ như hàng ngày rồi ăn thêm bánh chưng nữa là nguy hiểm. Cùng với cái chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý thì bác sĩ có lưu ý gì đối với thai phụ trong việc đảm bảo vệ sinh ăn uống, phòng tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết và khi du xuân ạ? Thực ra thì phải chia sẻ đó là thực phẩm ngày Tết nó có mấy vấn đề. Một là không cân đối về hàm lượng, chúng ta quá nhiều đồ ngọt, quá nhiều tinh bột, quá nhiều đạm, thịt mà chúng ta không đủ rau xanh. Thì đầu tiên là chúng ta đi chợ chúng ta phải chuẩn bị đủ rau xanh để chuẩn bị cho mấy ngày Tết. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cũng phải nói cảnh báo cho mẹ bầu luôn, đó là vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất nhiều thực phẩm ngày Tết chúng ta đã chế biến sẵn, chúng ta để tủ lạnh. Thì chúng tôi nhấn mạnh một điều là tất cả các thực phẩm chế biến sẵn để tủ lạnh thì chúng ta cần phải bảo quản ở những ngăn riêng, kín đáo. Và thứ hai là trước khi ăn chúng ta phải đun nóng kỹ lên để diệt hết vi khuẩn, đảm bảo không ngộ độc cho các mẹ bầu. Bởi vì bản thân chúng tôi cũng đã gặp trường hợp mẹ bầu là ăn uống trong dịp Tết mà bị ngộ độc thực phẩm và phải đi cấp cứu. Thực ra chúng ta phải đảm bảo chia sẻ với nhau đó là vệ sinh là chúng ta nói rất đơn giản thôi. Đun chín rồi uống nước rồi sôi, cũng như là gì, tất cả thực phẩm là phải được đun nóng bởi vì nhiệt độ sẽ giúp tiêu diệt hết tất cả các loại vi khuẩn cho chúng ta.
Do đó nếu chúng ta muốn ăn đồ tươi sống, ví dụ đôi là hạn chế đối với mẹ bầu, các loại gỏi là rất hạn chế. Còn các loại rau salad thì thực ra ăn rất là mát và bổ. Tuy nhiên yêu cầu chúng ta phải rửa thật kỹ, và đôi khi chúng ta cũng phải ở nhà chúng ta thì mới đủ điều kiện nước này, đủ điều kiện chậu này, rửa nhiều lần này, thì nó mới đảm bảo sạch vệ sinh để chúng ta ăn được. Còn khi đã ra ăn hàng quán thì hạn chế ăn rau sống, bởi vì đây chúng ta cũng nói là gì, trong điều kiện Tết nhất thì tất nhiên là nhân công người ta không thể đầy đủ được, và đôi khi là gì, các việc nước nôi ở các hàng quán ở vỉa hè là đôi khi người ta không thể đủ được cái chậu rửa để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi nhớ là nếu mà dịp Tết là món mà chúng ta yêu thích nhất có lẽ là món bún ốc này, bún riêu cua này, thì những cái món đó mà khi đi ăn hàng bao giờ cũng kèm với rau sống. Và rau sống thì tôi nhấn mạnh đối với mẹ bầu là phải hạn chế tuyệt đối, bởi vì là sao, vì hai yếu tố đó là nếu chúng ta rửa sạch được thì rất là tốt, tuy nhiên chúng ta không rửa sạch được thì nó có hai yếu tố, một là các loại gì thuốc sâu chưa hết, thứ hai đó là các loại vi khuẩn có thể gây tiêu chảy ở mẹ bầu. Yếu tố thứ ba cực kỳ nguy hiểm đối với mẹ bầu đó là trong các loại thực phẩm chưa nấu chín có một con vi khuẩn đó là Toxoplasma. Toxoplasma là hoàn toàn đi qua đường phân, đi vào các loại rau sống, ví dụ như phân trâu, phân của các loại gia súc này, phân của các loại động vật như chó mèo này, mà gì có thể thì đi vào các loại rau sống này, xong nó đi vào qua thức ăn này, đi người mẹ bầu ăn vào này, thì nếu nhiễm Toxoplasma trong quá trình mang thai là có thể gây bất thường cho thai nhi. Do đó là việc các mẹ bầu cần ăn chín rồi là gì, uống nước đun sôi, nghe chúng ta tưởng rất đơn giản nhưng trong thực hành cụ thể hàng ngày thì chúng ta cũng gặp rất nhiều vấn đề. Cũng như chúng tôi nhấn mạnh thêm một điều là chế biến thức ăn cũng phải hết sức cẩn thận đối với mẹ bầu. Bản thân chúng tôi thấy là gì, các cái việc chế biến rửa các dụng cụ các thứ đó chúng ta phải đi găng, rồi cũng như là việc mà tốt nhất đối với mẹ bầu nếu ưu tiên được thì nên để người khác chế biến thức ăn các thực phẩm sống, bởi vì là bản thân các cái ngụ đó các thực phẩm sống là nguồn lây bệnh những cái loại vi khuẩn nguy hiểm, ví dụ Toxoplasma. Tôi cũng khuyến cáo là một số nhà có nuôi chó mèo chẳng hạn thì việc vệ sinh phân chó mèo là phải hết sức cẩn thận và chắc chắn là phải nhờ người khác vệ sinh. Còn nếu mà là mình nuôi chó mèo vệ sinh là mình phải đeo găng vào đó, bởi vì bản thân chó mèo được coi là nguồn lây bệnh Toxoplasma nhiều nhất cho vật chủ là con người chúng ta. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.